đây sẽ là những trải nghiệm kỳ thú chưa từng có trong cuộc đời họ. Cuộc đua kỳ thú đã trở lại. Thì lúc đó là Trung phải nói dối với gia đình à, con với vợ đi chơi một cái game show truyền hình thực tế. Để có thể trở thành những cái tên mới trong các chặng đua đầy thử thách và hấp dẫn. Đúng là Amazing Race. Không có gì mà mình tưởng tượng được.